Hà Gia Kính, triển triêu đẹp trai nhất màn ảnh khoe nhan sắc lão hóa ngược ở tuổi 62. Nhắc đến Hà Gia Kính, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến vai diễn Triển Chiêu trong Bao Thanh Thiên năm 1993. Hình ảnh chàng Triển đại hiệp khôi ngô tuấn tú, võ công cao cường, chuyên hành hiệp trượng nghĩa làm trái tim hàng triệu thiếu nữ tan chảy. Hà Gia Kính trở thành chàng hoàng tử trong mơ của biết bao cô gái. Thành công vang dội của Bao Thanh Thiên giúp Hà Gia Kính nổi danh khắp châu Á. Trong suy nghĩ của nhiều người, Hà Gia Kính vẫn là Triển Chiêu đẹp trai nhất trong nhiều phiên bản. Những năm gần đây, hoạt động giải trí của Hà Gia Kính không còn nhiều như trước, chủ yếu tập trung kinh doanh. Hà Gia Kính thường xuyên chia sẻ các hình ảnh cuộc sống thường ngày như tập gym, đi du lịch, ăn uống trên mạng xã hội. Những bức ảnh đời thường của anh khiến nhiều người chú ý, nhất là Hà Gia Kính dù đã ở tuổi 62 nhưng rất phong độ, gương mặt vẫn rất trẻ trung, hầu như không có nếp nhăn và thân hình săn chắc, không chút mỡ thừa. Cách đây không lâu, truyền thông Hồng Kông đưa tin, nam tài tử từng chia sẻ anh rất chú trọng việc chăm sóc tốt cho bản thân, cả chế độ ăn uống và tập luyện. Nam diễn viên vẫn duy trì thói quen chạy bộ, bao gồm cả việc thường xuyên chơi bóng với bạn bè. Chính nhờ thói quen chăm sóc bản thân này mà trông anh trẻ trung và phong độ hơn nhiều so với những người đàn ông cùng tuổi. Hà Gia Kính sinh năm 1959 tại Hồng Kông. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé họ Hà đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Thế nhưng do biến cố gia đình, nam nghệ sĩ quyết định sang Anh học với hy vọng có một tương lai tốt đẹp hơn. Sau nhiều năm học tập vất vả ở xứ người, bươn chải đủ nghề để tồn tại, anh trở về quê nhà Hồng Kông. Năm 1981, nam diễn viên gia nhập ATV sau khi tham gia lớp đào tạo diễn viên của nhà đài. Sở hữu vẻ ngoài điển trai thư sinh nhưng cũng đầy phong độ nam tính, ngôi sao trẻ nhanh chóng nhận vai chính trong Đại Tướng Quân đóng cùng đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông Quang Chi Lâm. Hà Gia Kính sau đó lần lượt tỏa sáng với các tác phẩm như Du Hiệp Tình, Gia Cát Lượng, Trung Hoa Anh Hùng, Thiếu Niên Trương Tam Phong, Thư Kiếm Ân Cự Lục, Du Kiếm Giang Hồ. 27 năm trôi qua, vai Triển Chiêu của nam diễn viên 62 tuổi vẫn được nhiều người yêu mến và xem đó là một tượng đài khó có thể thay thế. Không chỉ thành công về mặt diễn xuất, vai diễn do tài tử họ Hà thể hiện, còn được truyền thông lẫn công chúng ca ngợi là Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh. Nói về vai diễn đưa tên tuổi bản thân lên đỉnh cao sự nghiệp, tài tử sinh năm 1959 từng bộc bạch: "Tôi và Triển Chiêu có nhiều nét giống nhau từ ngoại hình đến tính cách. Có lẽ đó là một trong những lý do mà trong mắt người đời tôi hóa thân vào nhân vật này thành công đến vậy." Giữa năm 2020, Hà Gia Kính thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong một quảng cáo rong biển cùng ba diễn viên nhí. Nhiều người cứ ngỡ ngôi sao 62 tuổi tham gia đóng quảng cáo, nhưng thực tế, tài tử họ Hà lại chính là ông chủ đứng sau doanh nghiệp làm ra sản phẩm mới này. Hà Gia Kính đã lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh từ lâu, nhưng kể từ lúc chính thức rời showbiz, nghệ sĩ này mới toàn tâm toàn ý xây dựng đế chế cho riêng mình. Ngôi sao đình đám một thời của màn ảnh Hồng Kông chọn kinh doanh thực phẩm sạch và sở hữu doanh nghiệp mang tên Hà Gia Trang. Ở tuổi ngoài 60, Triển Đại Hiệp thổi nào đã là một doanh nhân có tiếng tại Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Nam nghệ sĩ điều hành doanh nghiệp theo hướng bền vững với các sản phẩm tốt cho sức khỏe và có nguyện vọng biến cơ sở sản xuất rộng hàng nghìn mét vuông của mình thành một điểm tham quan nổi tiếng của thành phố. Theo giới truyền thông, tài sản ròng của Hà Gia Kính đã vượt quá 100 triệu nhân dân tệ, hơn 331 tỷ đồng. Phong độ giàu có là vậy nhưng Hà Gia Kính mãi vẫn chưa lập gia đình. Là nam thần trong mộng của biết bao cô gái, nam diễn viên lại khá kín tiếng trong đời sống tình cảm. Suốt sự nghiệp, nghệ sĩ kỳ cựu chỉ công khai hai mối tình với công chúng. Năm 1989, khi đóng chung phim với Kim Tố Mai, nam thần đình đám đã phải lòng bạn diễn và nhanh chóng trở thành một cặp. Mối tình của họ được công chúng hết sức ủng hộ nhưng cuối cùng không thể bước qua cánh cổng hôn nhân. Hà Gia Kính từng nhắc đến mối duyên gian dở với minh tinh họ Kim. "Chúng tôi rất hợp nhau, cô ấy là một phụ nữ tuyệt vời. Thật không may chẳng thể bước cùng nhau nữa. Dẫu vậy, cả hai có một lời hứa rằng, nếu vẫn độc thân khi 60 tuổi, chúng tôi sẽ ở bên nhau." Ngoài mối tình sâu đậm với Kim Tố Mai, Triển Chiêu đẹp nhất màn ảnh từng hẹn hò với người đẹp Lý Uyển Hoa. Tuy nhiên, cả hai cũng đi đến kết cục tan vỡ do mỹ nhân họ Lý đã muốn kết hôn, còn nam diễn viên vẫn chưa sẵn sàng lập gia đình. Đối với Hà Gia Kính, mối tình với Kim Tố Mai khiến nam diễn viên vương vấn hơn cả. Nhiều năm sau chia tay, lời hứa năm nào vẫn được tài tử họ Hà nhắc lại. Sau phim Bao Thanh Thiên vẫn trân trọng nguyện ước năm xưa, còn Kim Tố Mai lại chỉ xem đó là một lời động viên an ủi mà tình cũ dành cho mình trong lúc cô chống chọi với ung thư gan. Trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết cô không ngờ lời khích lệ giữa cơn bạo bệnh của người xưa lại khiến công chúng chờ đợi họ nhiều đến vậy, đồng thời tuyên bố bản thân không có ý định kết hôn. Trong khi công chúng vẫn mong mỏi đợi lời hứa 60 tuổi của cặp sao, Hà Gia Kính đang tận hưởng cuộc sống độc thân và hài lòng với những gì mình đang có. Triển Đại Hiệp tự hào vì thời trẻ ca hát đóng phim để phục vụ đời sống tinh thần cho khán giả. Lúc về già là kinh doanh thực phẩm sạch nhằm bảo vệ sức khỏe mọi người. Đối với công việc nào, tài tử cũng đều cảm thấy hạnh phúc vì mục tiêu tốt đẹp mà mình hướng tới. Trả lời Sina hồi đầu năm 2020, nam diễn viên tiết lộ sẽ cân nhắc chuyện tái xuất màn ảnh nếu có được kịch bản thực sự hay, đồng thời từ chối đóng vai Triển Chiêu lần nữa.